một nơi tràn ngập tình yêu thương và niềm vui, một nơi có lẽ là nổi tiếng bậc nhất với giới trẻ Việt Nam trong mùa hè, và đó chính là tin chuẩn đấy bạn ơi. Hơn 7.000 các bạn trẻ tại đây nói rằng họ cảm thấy hạnh phúc hoặc rất hạnh phúc khi tham gia khóa tu mùa hè Chùa Ba Vàng. Và khi mình nghe được điều này, mình cảm thấy rất ngạc nhiên. Tại sao các bạn ở đây lại cảm thấy hạnh phúc đến vậy? Thế nên là mình đã đi hỏi Long, một người bạn của mình đã có nhiều năm gắn bó với khóa tu mùa hè Chùa Ba Vàng. Tại sao các bạn trẻ ở đây lại hạnh phúc đến vậy? Ở đây chúng mình có rất nhiều lý do, hãy cùng đón xem nhá. Và điều đầu tiên đó chính là chúng mình là những người tự tin, tích cực và tràn đầy năng lượng. Tại đây, các bạn trẻ có 5 không, không thu phí, không điện thoại, không chán, không ngại và không cô đơn. Chúng mình không phải đóng bất kỳ khoản phí nào, rời xa thiết bị điện tử suốt khóa tu, kết thật nhiều bạn. Ở nhà chẳng có ai chơi với con, không còn chơi một mình với cả xem phim này, các bạn xa lánh con. Nhưng ở đây thì có nhiều bạn chơi với con này vui. The summer retreat in Ba Vàng Pagoda is great, is the best. Được sinh hoạt trong môi trường đầy ắp tình yêu thương, được thực tập tính tự lập. Chúng mình tự tin thể hiện bản thân, không lúc nào chán. Chúng mình được học cung kính, vâng lời và biết nói lời cảm ơn. Điều thứ hai, đồ ăn của chúng mình là được làm từ nguyên liệu sạch, tốt cho sức khỏe, đa dạng món ngon và chất lượng khỏi phải bàn. Đó là những cốc cháo hoa quả thơm ngon, là các vị chè dân gian ngọt bùi cho chúng mình được gần gũi với tuổi thơ hơn. Điều thứ tư là thiên nhiên ở chùa. Cảnh sắc tại chùa Ba Vàng tươi đẹp và hùng vĩ. Đó là nét đẹp hài hòa giữa kiến trúc xây dựng và thiên nhiên, giữa cổ kính và hiện đại, nhưng vẫn giữ được giá trị độc đáo của tinh hoa Phật giáo. Được tận hưởng không khí trong lành, điều đó sẽ khiến bạn hạnh phúc từ trong tâm. Mà có một điều nữa, đó là các hoạt động ở chùa khi lên đèn. Ở đây, chúng mình được tham gia hoạt động buổi tối, khung cảnh lúc này vô cùng sôi động. Chúng mình thích các trò chơi dân gian, vui chơi cùng bạn bè, đi chợ quê. Và điều đặc biệt nhất đó là những bài học nuôi lớn tâm hồn. Chúng mình học được cách sống tự lập, học cách bảo vệ môi trường, học cách lắng tâm, được gieo duyên cúng dường chư tăng, tích lũy phước báo. Chúng mình được gặp gỡ và giao lưu với các vị khách mời nổi tiếng. Đặc biệt, được lắng nghe sư phụ Tích Trúc Thái Minh giảng về hiếu đạo, nhân quả và đạo đức, giúp cho chúng mình biết phân biệt thiện, ác, biết là người con có hiếu. Mình đồng ý, hạnh phúc là một điều vô cùng khó diễn tả và thể hiện cho mọi người thấy. Nhưng bạn sẽ cảm nhận được điều đó khi đặt chân đến khóa tu mùa hè Chùa Ba Vàng và trải nghiệm những hoạt động tại nơi đây. Bây giờ mình đã thật sự tin rằng điểm đến hạnh phúc nhất của giới trẻ Việt Nam trong mùa hè đó chính là...
không có em thua.